Nếu có đau gì thì em nói với bác sĩ biết nha. Ok. Đúng rồi. Đây là lượng mỡ của mình sau khi mà đã được máy hóa lỏng rồi. Thì cái việc của bác sĩ là chỉ tiểu phẫu và đưa ống dẫn lưu vào để mà nó lấy ra thôi ha. Nhiều chứ, đây là cái lượng mỡ trong cơ thể của mình đó. Rồi. Bác sĩ lấy xong cho mình rồi. Là được 2 lít nè. Rồi. Hiện tại bây giờ là đã rút được 2 lít rồi ha. Sau khi mà giảm mỡ lipotransal tại bệnh viện thẩm mỹ Công Âu xong thì thật sự là cũng có rất là nhiều chị em thắc mắc rằng là không biết là mình có cần phải ăn uống kiêng cữ gì không, thì cái này Dương nói để cho cả nhà biết rằng là sau khi mà mình làm xong á thì mình cũng không cần là phải kiêng cữ gì đâu nha cả nhà. Tức là mình gặp những cái món ngon thì mình vẫn có thể ăn uống bình thường thoải mái thôi, thả ga thôi. Tại vì mình sống có một lần rồi đúng không cả nhà, nên là đôi khi mà mình kiêng khem quá thì cuộc sống mình nó lại mất vui. Tuy nhiên thì sau khi mà mình giảm mỡ xong nè thì mình vẫn phải ăn uống một cái chế độ mà nó khoa học một xíu, tức là mình đừng ăn đêm nhiều nè, rồi là mình đừng có ăn dầu mỡ nhiều nha em nhé. Đó thì nó sẽ duy trì cái vóc dáng cho mình ha. Đó, và cái đặc biệt mà ở lipotransal là gì, tức là khi mà vừa mới lấy mỡ ra xong thôi là bây giờ em có thể trực tiếp coi được cái vòng bụng của mình luôn ha. Chờ một xíu để mà các bạn sát khuẩn lại. Em hiện tại sinh sống ở đâu? Ở Hàn Quốc. À, Hàn Quốc hả? Ở thế thì về được lâu không? Em về đây đi học. Ở được 3 tháng, 4 tháng. Như vậy thì dư dả thời gian quá. Tại vì thật sự em biết sao không làm cái này á. Làm xong ngày hôm nay là ngày mai em có thể làm việc bình thường. Nó cũng không cần nghỉ ngơi, nó cũng không cần nghỉ dưỡng gì hết nha. Làm xong thì vẫn đi làm bình thường thôi. Ok. Đây. Đây em cứ ấy đi rồi anh sẽ đưa cái gương này. Em đưa cái tay phải của em xuống. Tay bên đây nè, tay bên đây nó sẽ dễ xem hơn rồi. Tại vì hiện tại bây giờ khu vực ở dưới nó đang vô khuẩn á, em đừng có chạm tay trần xuống ha. Ok, đây nè. Cái phần bụng trước của em ngày xưa á, là bây giờ là đã được lấy sạch mỡ rồi nè ha, rất là đẹp ha. Đây, một cái góc nghiêng này nè. Phần bụng trước này nè. Em thấy không? Yeah. Bề mặt của nó sẽ rất là mịn. Nó không có hiện tượng lồi lõm là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sau khi mà can thiệp sóng lipo xong thì cái da của em nó săn lại hơn nữa ha, săn lại hơn 50% rồi. Tuy nhiên thì kết quả này là mới được 70 thôi, còn 30% còn lại thì em sẽ phải mang cái sen đó. Sau đó thì chúng ta mang và chúng ta giữ nó trong vòng từ 1 đến 3 tháng thì càng ngày nó sẽ càng nhỏ lại hơn nữa. Mình mới làm xong thì nó sẽ còn hơi nè. Tuy nhiên thì em nhìn thấy nè, em nhìn những cái đường đánh eo này của em nè, bây giờ sau khi mà lấy sạch mỡ ra rồi thì em thấy những cái đường nét nó rõ hơn đúng không? Đó. Có đau gì nhiều không? Tại vì đây là mình dùng công nghệ cao cho nên cả nhà thấy là gần như là nó không có hiện tượng sưng bầm, nó chỉ hơi ửng ửng lên giống như là mình cạo gió dắt hơi thôi ha. Rất là đẹp luôn, cả nhà thấy nè. Trước đây thì cái phần bụng trước của bạn là khá là nhiều ha, khá là to luôn, nó không có đường đánh eo luôn. Nhưng mà bây giờ là sau khi lấy xong nè, bây giờ là phần xương đã lộ ra luôn rồi, những cái đường đánh eo thôi. Sao? Thấy hài lòng không? Dạ vâng chị. Bây giờ dáng bụng như thiếu nữ ha. Em sinh được mấy cháu? Em một cháu. Một cháu ha. Sau này em có dự định sinh nữa không? Dạ không. Nhưng mà ví dụ như em làm cái này xong, ví dụ mà sau này mà em có muốn sinh nữa thì vẫn sinh bình thường, không ảnh hưởng gì cả. Dạ. Nhá. Bởi vì cái này nó chỉ tác động đến lớp mỡ của chị thôi. Đó, tức là cái này là chúng ta chỉ hóa lỏng cái lớp mỡ thôi và sau đó thì mình lấy ra thôi. Còn về sau này nhiều chị em thắc mắc là không biết là mình làm cái này xong mà mình có sinh con được, thì sinh con bình thường nha cả nhà. Rồi, chấm được cho bệnh viện thẩm mỹ Công Âu được bao nhiêu điểm? Mà 9 điểm rưỡi. 9 điểm rưỡi. Còn nửa điểm còn lại là đợi cho nó hoàn thiện đúng không? Dạ. Rồi ok.